cũng là sinh nhật của Kiều Tiên. Tiên ơi, em có ở đây không? Happy birthday Kiều Tiên lên! Lên đây em ơi, lên đây với chị đi. Chị ơi, rớt cái mão xuống mày ngủ ăn nha ơi. Rớt cái mão mày. Người ta có tóc thiệt bà, tóc giả không bà nội ơi. Rồi lên đèn. Anh xin nhận mất cái kiến rồi. Ôi cái này mới hợp nè. Tông hồng hết trơn luôn. Rồi cầu nguyện đi em. Trời ơi cái máy, chị cũng thích cái máy giống vậy á, mà chị không được. Wow. Sọ dừa hả? Xó dừa trong chiếc thiết. Rồi, ướt đi em, ướt đi em. Chắc chị nghĩ là ướt cái máy nó bao dài không? Không, nó đang mệt kìa. Dạ, sinh nhật của em gì chị Dân đó rồi ạ? Bước ra. Bước ra yêu nghiệt, rồi. Chị ơi, chị có thể nào chị nói với chị với em một câu là yêu Đỗ Nguyễn Thương được không ạ? À? Ơi sao cử thẳng chữ vậy ba? Lên sinh nhật người ta nói chuyện ra coi điệu quá à. Chị có thể nào chị nói câu chị yêu Đỗ Nguyễn Thương giùm em được không? Ờ, nhưng mà trước á chị hỏi là Đỗ Nguyễn Thương là ai? Là người chị ruột của em. Chị đó từ Cần Thơ lên đây để gặp chị với chị. À vậy hả? Vậy chị em hỏi chị Đỗ Nguyễn Thương đang ngồi ở đâu vậy ạ? Ủa? Dạ, em chào chị Đỗ Nguyễn Hương. Dạ, anh Đỗ Nguyễn Hương. Dạ, em chào anh ha. Dễ thương. Từ xa đến đây để chúc mừng sinh nhật của Kiều Tiên. Thì không biết Kiều Tiên ơi, để đứa cột nó buộc lại cái Kiều Tiên nhúng cái đường nó rớt xuống đó Kiều Tiên. Ôi là trời. Rồi, được rồi. Vậy là thổi đi em ơi, thổi đi. Không nhờ cái tóc nó cá tính nó thổi nó cũng ngộ rồi. Rồi, cảm ơn anh Tiên đã đến với Sài Gòn Tân Thời nha. Và cảm ơn rất nhiều nha. Thank you so much. Rồi, chúc mừng. Để thả cái quần cho tao nghe. Tao cái quần này tao ghi lắm nè. Gắn dưỡng cái mái tóc nha. Tao không biết tiệm nào cắt. Tao hỏi tao bé cho mày. Thẹp quá trời. Quá đẹp. Quá đẹp. Hai người đó đang chuẩn bị gặp người đẹp nha. Này em tự cắt cái chiếc tiệm nào mà anh tiền được cái đầu của em kìa. Không, nhìn thì cũng đón được rồi, đón thì vui cho má. Ơi! Cái tiệm nào mà nó cắt cái máy nó là dạy vậy hết rồi đó. Trời ơi! Trời! Thôi em! Là xin cái kiếm này nó mẹ xin kiếm nó ống ớt cho nó lấy lợi rồi. Không cho hả? Thôi trời ơi! Còn nhỏ có nói yêu ai không? Yêu, nói chưa? Nói rồi hả? Chưa, mẹ nói chúc một sinh nhật chị Thương rồi. Cái gì em? Chị nói chị yêu em đi. Đi về. Trời ơi, má này bê đê chứ không phải ô môi tà nội thôi. Quay qua đây nè. Anh yêu em. Được không? Được chưa má? Đã rồi, gõ cái đầu ra. Bà tới số rồi. Bà tới số rồi hả? Tháng 7 đó cho bà nội đi về đi. Ok chưa? Gắn cái lùng đi dạng tao được ghét rồi đó. Được. Thôi để cho lời sinh nhật của em vui vẻ nha. Rồi.
ra là nhìn cái máy của em nhớ bà ngoại chị quá, bà ngoại chị cắt vậy á, nhưng mà bà ngoại chị chết rồi. Mới chết rồi, lên xe lên đây nè. Vui mà cãi đi. Với anh em mãi là người tình.